bữa tối của Bon Bon. Bon Bon thương yêu của mẹ, hôm nay đón con ở trường về. Mẹ thấy Bon Bon của mẹ rất phấn khởi, ríu rít khoe với mẹ đủ chuyện ở trường. Mẹ vui vì Bon Bon đã quen với trường, với lớp, với bạn bè. Nhưng điều làm mẹ bất ngờ nhất và cũng tự hào nhất đó là lúc còn thỏ thẻ với mẹ. Mẹ ơi, cơm ở trường cũng ngon lắm, nhưng không ngon bằng cơm mẹ nấu. Bon Bon ngốc nghếch của mẹ ơi, mẹ không phải là người nấu ăn ngon, nhưng mẹ là người rất chịu khó học theo người khác. Nhất là mẹ rất thích học cách bày biện cho đĩa cơm của con thật ngộ nghĩnh, thật hấp dẫn. Trong bữa tối hôm nay, mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện thú vị về một khu rừng có chú thỏ rất đáng yêu. Con nhé! Trong khu rừng nọ có rất nhiều cây cổ thụ. Bên dưới gốc của một trong số những cây cổ thụ đó là nơi trú ngụ của một chú thỏ rất là đáng yêu. Để làm cây cổ thụ, chúng ta sẽ dùng súp lơ xanh hay còn gọi là bông cải xanh. Bông cải xanh chúng ta bổ đôi, một nửa để nguyên, còn một nửa tỉa thành những nhánh nhỏ. Vậy là đủ để làm một cây cổ thụ với tán cây xòe rộng, che mát cho chú thỏ. Lá của bông cải sẽ dùng để làm mắt và mũi thỏ. Cà chua bi sẽ biến thành một chùm bóng bay dễ thương cho chú thỏ nha. Và cà rốt để làm hoa. Chúng ta cần luộc cà rốt, bông cải và lá của bông cải cho chín. Nhớ mở vung để giữ được màu cho rau củ. Còn đây là mảnh đất bên dưới gốc cây, nơi chơi đùa quen thuộc của thỏ bông. Nó được làm bằng thịt xay hoặc thịt bằm với một chút xì dầu để có màu nâu đất. Dạ, chú thỏ của chúng ta đâu rồi nhỉ? Đây rồi, chén cơm này sẽ giúp chúng ta làm một chú thỏ mập mạp, có bộ lông trắng bông. Thỏ ta rất thích chạy tung tăng bên dưới gốc cây cổ thụ thân quen, dưới tán cây tỏa bóng mát. Đôi khi chú còn lăn ra đùa nghịch trên nền đất nữa. Thỏ ta rất là yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ. Chú trồng rất nhiều hoa xung quanh nhà. Và cũng giống như tất cả những bạn nhỏ, thỏ cũng rất thích bóng bay. Các bạn nhỏ ơi, có muốn đến chơi với thỏ bông trong khu rừng dễ thương này không nào? Mẹ rất hy vọng Bon Bon sẽ thích câu chuyện về chú thỏ trong khu rừng này.